Xin chào tất cả các bác, em tiếp tục giới thiệu chiếc máy rửa bát Panasonic TR5. Mùa đông miền Bắc đã đến rồi ạ, thời tiết rất là rét. Các bác cố gắng sắm cho gia đình mình một chiếc máy rửa bát. Mùa đông ăn cơm xong thì ngại nhất khoản rửa bát các bạn. Có máy rửa bát rồi, ăn cơm xong là mình chỉ được xếp vào thôi là mình rửa. Rất là nhanh gọn, không ai phải nhìn ai cả, kể cả trẻ con hay là vợ rất là thích. Đấy. Kể nhiều bác đàn ông ở nhà phải rửa bát đấy ạ. Đấy, các bác sắm một chiếc, bây giờ nó quá rẻ rồi. Chiếc này bây giờ có 3,2 triệu thôi, cũng không phải là nhiều nhận gì đâu ạ. So với cái thu nhập bây giờ thì máy rửa bát nó cũng không còn gì là xa lạ nữa. Vấn đề là nhiều bác có mua hay không thôi, chứ còn vấn đề kinh tế thì nó không phải là vấn đề quá quan trọng nữa giờ. Đối với máy rửa bát Nhật này, các bác có thể rửa với chế độ nước nóng 80 độ C nhé. Đấy, rửa xong sấy khô luôn này, thời gian sấy khô 30, 45, 60 này. Có thể có chế độ sấy riêng biệt các bác nhé, có thể bác không rửa mà chỉ sấy thôi. Đấy. Rất là dễ thao tác, bật nguồn lên bấm vàng là rửa thôi, không phải làm gì cả, ai cũng thể dùng được, từ người già đến trẻ nhỏ đều dùng được hết ạ. Trông thì nhiều chữ Nhật này thôi nhưng mà nó lại rất là dễ dùng. Nhật là thông minh lắm, xếp được 12 cái bát con ở trên hàng này các bác nhé. 1 này 2 3 4 5 6 bát con là bát của Việt Nam mình ăn đấy ạ, như bác tưởng là bát nhỏ xíu này, không phải đâu, cái bát to đường kính 10 cm của mình ạ. 12 cái bát con, 6 cái cốc. Nếu không xếp cốc thì các bác có thể xếp được 3-4 cái bát con lên nữa. 6-8 cái đĩa, 3-4 cái bát ô tô khu vực này, đũa thìa. Đặc biệt là máy rửa bát Nhật này họ không cần có hóa chất tẩy rửa, các bác vẫn rửa được bình thường. Đấy, không cần hóa chất tẩy rửa các bác nhé. Rửa nước nóng, sạch luôn như các thời các cụ ngày xưa. Đỡ hại sức khỏe các bác ạ. Rửa thì rất là tiết kiệm điện nước, mỗi lần rửa hết nửa số điện và 11 lít nước thôi. Khi rửa xong thì rác vào đây. Thì các bác đổ rác đi cho em nhé. Đấy. 11 lít nước và nửa số điện cho một lần rửa, siêu tiết kiệm. Máy cực kỳ lành bền, dễ sửa chữa, tuổi thọ 10-20 năm vô tư ạ. Bên em bán rất là nhiều, cho nên là các bác khi mà cần hỗ trợ sửa chữa, bên em đầy đủ linh kiện nhé, đầy đủ kinh nghiệm để phục vụ các bác. Đấy, không lo gì về vấn đề sau khi dùng cả. Máy rửa bát Nhật này nó khá là bền, lành, dễ sửa chữa. Đấy. Bây giờ máy rửa bát thì dần nó cũng sẽ thông dụng như máy giặt thôi ạ, chứ nó cũng không còn gì là xa vời nữa đâu. À, các bác có nhu cầu các bác ủng hộ bên em nhé, số điện thoại này, địa chỉ huyện Đông Anh, Hà Nội. À, chào các bác.